What's up everybody of Alex D Music Inside Channel. Today, chúng ta sẽ nói về motivation. Let's roll the intro. Ok, chủ đề hôm nay chúng ta sẽ nói về động lực học tiếng Anh và tại sao chúng ta đôi khi học lại thấy nản. Và nhiều khi cái nản đấy làm chúng ta dừng lại cuộc chơi với tiếng Anh. Và có khi có những người dừng lại vài tháng, có người dừng lại vài năm và có người dừng lại tới vài chục năm. Đến lúc 40-50 tuổi chúng ta mới đầu nghĩ đến việc là học tiếng Anh bởi vì nó cần cho công việc của chúng ta. Và video này sẽ giải quyết vấn đề đó. Với mình có hai kiểu người học. Người học thứ nhất đó là người học có rất nhiều động lực, đã có một mục tiêu rất rõ ràng trong việc học tiếng Anh, cho công việc, cho tương lai, cho việc du học. Thì những người này sẽ học rất nhanh. Kiểu người thứ hai đó là kiểu người động lực không cao, học tiếng Anh theo kiểu có phong trào và cảm thấy nó cũng cần nhưng không thực sự cần lắm. Kiểu người này có thể học nhanh, cũng có thể học chậm. Ok, với kiểu người thứ nhất thì người ta có một cái lý do rất lớn, đó là big why. Ví dụ như một người nếu không tốt tiếng Anh, người ta không thể thăng chức được. Ví dụ như không thể lên chức phó giáo sư, không thể lên tiến sĩ, không thể lên thạc sĩ được nếu mà tiếng Anh không tốt. Hoặc là không thể đi du học, không thể di cư sang một quốc gia khác nếu mà không có tiếng Anh tốt. Vậy thì những người này, tiếng Anh là một điều sống còn với người ta. Chính vì vậy, cái lý do của họ rất lớn. Cái why của họ rất lớn, vậy thì cái làm như thế nào, how rất nhỏ, rất dễ dàng với người ta thôi. Nên những người như thế này, thông thường học tiếng Anh là một điều, không phải là một điều không tưởng, mà là một điều có thể làm được. Và sớm muộn người ta cũng sẽ thành công với cái việc học tiếng Anh đó. Và mình đã gặp rất nhiều người như thế. Ví dụ thứ nhất, đó là một bác 60 tuổi học với mình. Bác ấy cần thi từ tiến sĩ lên phó giáo sư. Nếu không có tiếng Anh thì không thể thuyết trình trước hội đồng các phó giáo sư, giáo sư ở phía dưới. Thế nên điều đó là điều tất nhiên. Và sau 2 năm học, bác ấy đã hoàn thành cái phần đó. Người số 2 là một anh gần 40 tuổi. Anh ấy muốn mở một công ty để nhập khẩu hàng từ nước ngoài về. Nếu không có tiếng Anh, không thể giao tiếp với đối tác người nước ngoài. Điều này là điều bắt buộc. Và anh ấy đã thành công sau gần 1 năm học tiếng Anh. Thứ ba đó là hai học sinh của mình. Ba học sinh của mình. Những người này cần có tiếng Anh để chuyển trường từ Việt Nam sang nước ngoài ở, sinh sống và làm việc tại bên đó, học tập tại bên đó. Nếu không tiếng Anh không thể đi được. Và ba bạn này đã bay sang bên đó sau một thời gian học tiếng Anh tại Việt Nam. Và những người này là những người mà cần ít nhất kiến thức, nhưng cần rất ít kiến thức. Họ có một động lực rất là lớn rồi, nên là họ học rất là nhanh và tính chủ động của họ rất cao. Vậy thì nếu bạn thuộc cái top số 1 ấy, là những người có cái lý do big why, thế thì cái cách học như thế nào nó không quá quan trọng với bạn. Động lực không phải là vấn đề. Và nếu bạn vẫn thỉnh thoảng vẫn gặp nản ấy, thì rất có thể bạn gặp vấn đề giống những người ở top số 2 này ở đây. Alright, người top số 2, nếu mà bạn đang thuộc cái người top số 2, kiểu người mà học tiếng Anh mà động lực nó cũng bình thường thôi, nghĩa là mình muốn kiếm một công việc tốt này, muốn đi du lịch này, muốn giao tiếp với người nước ngoài, muốn tìm hiểu về văn hóa này, vân vân. Vậy thì cái động lực của chúng ta nó không thực sự lớn. Chính vì vậy là nó không có mang tính thúc đẩy quá nhiều để chúng ta có thể gọi là ngày đêm sống chết ăn ngủ với tiếng Anh, để chúng ta nhất định phải giỏi tiếng Anh. Vậy thì những người này nếu may mắn người ta có cảm hứng. Ví dụ những người này có cảm hứng là gì? Gặp một người giỏi tiếng Anh này, hay là gặp một ai đó nói tốt tiếng Anh này, hay là nhìn thấy những cơ hội công việc mà mình thấy có tiếng Anh thì có thể tốt, hoặc là cảm thấy cái sự thú vị khi trải nghiệm một cái nền văn hóa mới, khi mình biết tiếng Anh mình có thể giao tiếp với người khác, thì nó sẽ có một động lực và cảm hứng nhất định với nhóm người này, và những nhóm người này sẽ học rất nhanh, rất tốt. Còn nếu mà không may ấy, mà chúng ta thuộc cái nhóm người này mà lại không được có cơ hội trải nghiệm những cái điều đó, hay là chúng ta học rất là nhiều theo cái phong cách truyền thống ấy, cái phương pháp truyền thống ấy, thì chúng ta sẽ đôi khi cảm thấy khá là chán và không muốn học. Đôi khi là học một thời gian là mình nản, là mình muốn bỏ cuộc luôn ấy. Mình thấy là tiếng Anh it's not for me, không thuộc về mình, chúng ta không thuộc về nhau. Ok, thế thì cái này mình không đổ lỗi tại ai cả, cũng không phải tại bạn lười, cũng không phải tại phương pháp, cũng không phải tại là thầy cô hay là ai đó tác động đến bạn, mà do cái phương pháp bạn lựa chọn nó đang đi không đúng cái quy trình của chúng ta. Thế thì rất có thể là
Cái quy tắc rất đơn giản là gì? Nếu bạn học, bạn thấy mình phát triển hơn, mình thấy mình khả năng mình tốt hơn lên thì bạn sẽ có động lực. Và nếu bạn học thêm một thời gian ấy mà thấy mình gọi là dậm chân tại chỗ, mình thấy mình còn ngu đi ấy, thì có nghĩa là bạn đang cảm thấy mình thụt lùi đi và bạn sẽ cảm thấy chán nản. Đó là điều bình thường. Thế nên nếu bạn thuộc top người số 2 này, bạn phải tìm cái phương pháp mà mình học làm sao mình cảm thấy mình phát triển lên. Qua mỗi bài học, mình thấy mình lớn lên, kiến thức mình mở rộng hơn, khả năng nghe nói của mình tốt hơn lên, kiến thức của mình nhiều lên, thì bạn sẽ có động lực trong cái thời gian học tiếp theo. Và nhớ, hai cái nhóm người này luôn luôn phải có một yếu tố rất quan trọng, đó là yếu tố thấm nhuần văn hóa, thẩm thấu ngôn ngữ vào trong đầu, hay mình còn gọi là tắm não. Ngoài cái việc học những cái giờ chính thống ở trong bài giảng này, trên lớp này, hay là trung tâm, hay là những bài học online, thì bạn luôn luôn nhớ bạn phải tắm não của chúng ta trong cái ngôn ngữ đó bằng việc xem phim này, bằng việc nghe nhạc này, bằng việc nghe audio này, bằng việc nghe cái những cái bài báo này, bài news vân vân, những câu chuyện đó. Là điều rất rất quan trọng trong việc học tiếng Anh. Nó tạo ra cái niềm hứng thú, cái đam mê, tạo ra cái vỏ ngôn ngữ, tạo ra những cái phần âm thanh mà trong tiếng Việt nó không có. Nó vào trong đầu của bạn một cách rất tự nhiên. Cái đó nó gọi là sự tắm não. Mà nếu bạn chưa có sự đó thì chắc chắn là bạn sẽ không thấy thích cái ngôn ngữ này rồi. Alright, và để giải quyết vấn đề về phương pháp học, thì quan điểm của mình là nếu phương pháp mà do người Việt tự viết ra, tài liệu do người Việt tự viết ra thì luôn luôn sẽ không thể nào hoàn chỉnh 100% được. Bởi vì người Việt thì tiếng Việt là tiếng căn bản. Thế nên nếu soạn ra một cái giáo trình cho gọi là tiếng Anh để cho người Việt học ấy, thì nó sẽ mang tính văn hóa của người Việt và đôi khi nó sẽ sai trong cách dùng và nghe nó không, sẽ không tự nhiên lắm. Chính vì vậy mà mình rất đánh giá cao những cái tài liệu mà của người nước ngoài họ thiết kế ra, những cái bộ tài liệu của sách của nước ngoài ấy, họ luôn luôn thiết kế một cách rất chi tiết từng bài một. Và ví dụ trong một bài này bạn hoàn thành được bao nhiêu lượng từ vựng này, bao nhiêu cấu trúc ngữ pháp này, bao nhiêu cái chủ điểm này, về ngữ âm này, vân vân trong cái bài đó. Và họ thiết kế rất chi tiết, ví dụ bài sau này có những từ mới này, tuy nhiên vẫn lặp lại những từ của những bài trước. Và bạn thấy là gì? Trình độ của bạn cứ lên dần qua các cuộc hội thoại. Và luôn luôn sách nước ngoài luôn luôn có âm thanh. Chính vì vậy mà bạn sẽ học bằng cách là gì? Đọc, bằng cách là nghe, luôn luôn có cái tài liệu vào trong đầu thì bạn sẽ hiểu, sẽ dùng được các tình huống đó trong các bài cuộc hội thoại hàng ngày của mình. Nói nó chỉ là hệ quả của việc nghe nhiều và nghe tốt. Và có rất nhiều tài liệu mình đã giới thiệu trên kênh này rồi, ví dụ như là cuốn Tactics for Listening, nó có 3 cuốn. Quyển thứ nhất là Basic, quyển màu xanh xanh, thứ hai là Developing và thứ ba là quyển Expanding or something. 3 quyển đó nếu mà bạn luyện tốt thì bạn cũng trình độ khá là cao rồi đấy, lên trình độ B không ít đâu, là có thể nghe tốt. Mà nghe tốt thì là nói tốt là chuyện bình thường thôi, muốn nói tốt thì đến câu lạc bộ luyện vài lần là các bạn có thể nói khá là ok. Hoặc là một số cuốn khác, ví dụ như là cuốn New Cutting Edge, hay là cuốn let me see, nhiều lắm, như các em, hay là Speak Out, cũng là có thể là một cái cuốn sách khá là hay để cho các bạn có thể luyện tập. Và mình sẽ để cái tên sách ở phía dưới cái phần mô tả phía dưới này để cho các bạn có thể tìm và mua hay là tự học những cuốn sách đó. Có một điều hơi dở một chút là những cuốn sách này thì 100% họ viết bằng tiếng Anh. Thế nên là nếu bạn muốn học thì tốt nhất là nên tìm một cái người nào mà trình độ hơn bạn một chút để họ hướng dẫn bạn cách làm như thế nào. Và mình cũng có làm một cái khóa học hướng dẫn cái cuốn Tactics for Listening, giải thích rất là chi tiết trong đó cách học cho chúng ta làm như thế nào để luyện tập học từ vựng, học ngữ âm trong phần đó. Nếu mà bạn thích ấy, thì có thể xem cái video đó, tất cả những khóa học đó trong phần mô tả phía dưới. Ok, so this is Alex D. Thank you for watching and I'll see you next time this channel, maybe this week or next week.